Trong mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về những quyền của đại biểu Hội đồng Nhân dân được pháp luật quy định. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền sau: chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp; kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu; kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.